đủ có quan hệ sâu rộng, nữ 9X tại Quảng Ninh lừa đảo được hơn 45 tỷ đồng. Một nữ 9X tại Quảng Ninh tạo vỏ bọc là người có quan hệ sâu rộng ở trong và ngoài nước để lừa đảo, chiếm đoạt chót lọt hơn 45 tỷ đồng của các bị hại. Ngày 19 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc vừa tiếp nhận trường hợp Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1990, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021, Nguyễn Thị Hồng nổ về việc bản thân có các mối quan hệ với người có thẩm quyền để một nạn nhân trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, chuyển tổng cộng 43 tỷ đồng cho Hồng nhằm giúp đỡ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nạn nhân tại địa bàn các phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Hà Khẩu, cùng thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận tiền, Hồng không làm gì liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân mà sử dụng số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân như mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm. Ngoài trường hợp trên, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2024, mặc dù không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động, nhưng Hồng cũng vẫn nổ, đưa thông tin chào mời đến nhiều người trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động để lừa đảo, chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Đại úy Bùi Hoàng Long, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, điều tra viên của vụ án, cho biết đối tượng Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối có người nhà làm ở Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long và có mối quan hệ để cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó làm cho các bị hại tin tưởng, giao cho Hồng nhiều lần tiền với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Cùng thủ đoạn trên, Hồng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối như là có người nhà ở Canada có khả năng đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động, và để tạo niềm tin, Nguyễn Thị Hồng còn đưa những người có nhu cầu lên Hà Nội để nhận hồ sơ, phỏng vấn, khiến cho các bị hại càng thêm tin tưởng và đưa tiền cho nữ 9X này. Chị N, trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, một trong các bị hại trong vụ việc lừa đảo làm giấy tờ xuất khẩu lao động, kể lại từ các mối quan hệ, Hồng đã tiếp cận chị và đưa ra thông tin người nhà ở bên Canada có công ty và có nhu cầu tuyển dụng người lao động ở Việt Nam sang làm việc. Do muốn ra nước ngoài lao động, tôi đã scan và gửi các tài liệu, giấy tờ theo yêu cầu của Hồng để làm hồ sơ. Đồng thời đã nhiều lần chuyển tiền phí làm hồ sơ cho Hồng với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng, chị N cho hay. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.